xin chào Diệu Linh và Nam Thắng. Không biết rằng sau phần trình diễn vừa rồi thì Nam Thắng có cảm xúc như nào nhỉ? Em cảm thấy rất là vui vẻ ạ. Rất là vui vẻ. Thế còn Diệu Linh thì sao ạ? Em cũng cảm thấy rất là vui ạ. Không biết rằng là lần đầu tiên tiếp xúc với dân tộc khác thì Diệu Linh cảm thấy như nào? Diệu Linh có gặp khó khăn gì khi lần đầu tiên mình tiếp xúc với tộc khác không nhỉ? Vâng, và Nam Thắng mới trả lời cho Diệu Linh là không. Và có lẽ rằng là sau phần trình diễn vừa rồi thì thấy rằng hai bạn hát rất là hay và rất là ăn ý với nhau. Vâng, xin cảm ơn Diệu Linh và Nam Thắng. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và xin mời các bạn chúng ta hãy cùng xuống cái ghế ngồi nhé. Và Diệu Linh có thể ở lại sân khấu một chút đúng không ạ? Diệu Linh dịch ra giữa sân khấu nhé. Và bây giờ Diệu Linh của chúng ta sẽ mang đến cho tất cả quý vị một bài hát, đó chính là bài hát Giấc Mơ Chưa. Thank you.
Diệu Linh với bài hát Giấc Mơ Chưa. Và quý vị có thể dành tặng cho Diệu Linh của chúng ta một tràng tay thật lớn lần nữa không ạ? Vâng, và các